Chào tất cả các bạn, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nêu ra những lý do mà R9 vượt trội hơn so với R6. Cụ thể ở đây mình sẽ nêu ra 9 lý do mà Yamaha R9, chiếc xe vừa mới được ra mắt cách đây khoảng hơn 10 ngày, vượt trội hơn so với huyền thoại IZF R6. Chiếc xe đã trở thành biểu tượng của những anh em nào đam mê sport bike, đặc biệt là anh em hâm mộ dòng R series của Yamaha, thì R6 là một biểu tượng không bao giờ có thể lung lay, không bao giờ có thể thay đổi trong trái tim và khối óc của anh em. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm những lý do mà một chiếc xe của thế hệ mới so với một chiếc xe của thế hệ cũ thì hai chiếc xe này có gì khác nhau và chiếc R9 vượt trội như thế nào so với chiếc R6. Mời anh em cùng theo dõi và anh em hãy xem đến lý do thứ 9. Đó là lý do mình nghĩ là một lý do hết sức là tuyệt vời để R9 vượt trội so với R6. Tất nhiên là vẫn cộng với những lý do còn lại. Và sau đây là phần mở bài. Các bạn cũng biết là trong thời gian vừa qua thì những cái tiêu chuẩn khí thải đã ảnh hưởng rất là nhiều đến những mẫu xe huyền thoại, và khi mà chúng ta chia tay một mẫu xe huyền thoại là một điều không hề dễ dàng một chút nào hết. Nhưng mà những quy định càng ngày càng ngặt nghèo của khí thải đã buộc các hãng xe phải dạt ra thị trường những mẫu xe huyền thoại, và trong số đó là R6. Những cái chiếc xe mà có động cơ 4 xi lanh thẳng hàng và sử dụng tua máy cực cao để mà đạt công suất của nó thì là những cái mẫu xe mà dễ bị loại ra khỏi thị trường nhất, tại vì những cái mẫu xe này thường là không có đạt được những tiêu chuẩn khí thải hiện hành và tiêu chuẩn khí thải ở trong tương lai. Và việc đầu tư nghiên cứu phát triển những chiếc xe này để đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải trong tương lai á thì rất là tốn kém và tốn nhiều công sức, cho nên là các hãng xe không có mặn mà với cái đường đi này. Và tại vì một phần nữa là doanh số những cái chiếc xe này nó không thể nào đáp ứng được chi phí nghiên cứu và phát triển. R6 đã bị Yamaha cho dừng lại vào năm 2021. Ở đây là bản thương mại cho các bạn, bản race thì vẫn bán nhưng mà gọi là số lượng giới hạn thôi, chỉ chạy ở trong track thôi chứ không có đem ra chạy ngoài đường được. Chúng ta đã rất là tiếc nuối khi mà Yamaha đưa ra quyết định đó. Và tiếp theo là R1, gần đây thì chắc các bạn cũng biết rồi, họ sẽ không có sản xuất R1 production nữa, thương mại nữa, mà họ sẽ sản xuất những chiếc R1 race. Cho nên là Yamaha đã làm cho trái tim chúng ta đã tan vỡ khá là nhiều. Và khi mà R6 rồi R1 bị đình bản á thì dĩ nhiên Yamaha phải đưa ra những cái lựa chọn thay thế, và chiếc xe đầu tiên đó là R7. R7 thì một chiếc xe nó đơn giản thôi các bạn, nó thuần super sport, tư thế lái của nó rất là thấp, và nó là một chiếc xe dựa trên nền tảng của động cơ 2 xi lanh thẳng hàng của MT07 và trang bị thêm một vài option cũng như là tư thế lái giống như là một chiếc sport bike. Nhưng mà thực sự thì R7 không thể nào mà so sánh với R6 được. Đây là chiếc xe dành cho những anh em nào mà đam mê thế giới sport bike và có một công suất đủ dùng để mà có thể tập chạy track. Nước đi R7 á, dĩ nhiên vẫn thu hút sự chú ý của anh em đam mê sport bike, nhưng mà thực sự nó vẫn làm anh em chưa đã lắm. Cho nên là khi mà Yamaha ra mắt R9 á, một chiếc xe mà đã được anh em chờ đợi từ rất là lâu rồi, thì đã tạo nên một cái làn sóng mới. Anh em đã bàn luận rất là nhiều về chiếc R9 mới của Yamaha, nào là so sánh nó với R7, nào là so sánh nó với R6. Và Yamaha cũng nói rõ luôn, chiếc R9 không phải là chiếc xe thay thế R6. Nó không phải là một chiếc xe thay thế người đàn anh huyền thoại, mà kiểu như nó là một cái lựa chọn mới, một cái lựa chọn nữa cho những anh em nào muốn trải nghiệm những cảm giác lái khác nhau. Theo mình thì Yamaha R9 đã phần nào đó khỏa lấp khoảng trống mà Yamaha R6 để lại. Nhưng mà chuyện đó thì về sau này chúng ta sẽ có câu trả lời rõ hơn. Nhưng mà thực sự thì R9 đã tạo nên những cái cảm xúc mới trong lòng cộng đồng những người đam mê super sport. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thân bài. Mở bài đã xong rồi các bạn, để các bạn hiểu được là bối cảnh của chiếc R6 và R9. Mình sẽ nhắc lại là ở đây R9 không có vai trò thay thế R6,
mà nó là một cái sự lựa chọn mới, một cái sự lựa chọn hay ho hơn, cảm xúc hơn và tốt hơn so với R6 đối với đại đa số chúng ta. Tốt như thế nào thì mời các bạn tiếp tục theo dõi video này với phần thân bài. Lý do đầu tiên các bạn thấy là R9 có thiết kế sắc sảo, vẫn theo ngôn ngữ thiết kế của R series của Yamaha, và đây là những thiết kế mới, những ngôn ngữ mới của dòng xe này. Các bạn cũng biết là những chiếc sport bike của Yamaha, dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng được cộng đồng anh em biker trên toàn thế giới yêu mến. Nhưng mà kể từ năm 2015 á, thì với thiết kế của chiếc R1 á, Yamaha đã thay đổi một chút thiết kế của dòng xe này và đã nhận được khá là nhiều cái lời chỉ trích cũng như là cái lời than phiền. Và ngay cả cái bản R6 2021 á, thì nhiều người vẫn cảm thấy là nó không có được mượt mà, không có được sắc nét, không có được bén như là những mẫu R6 trước kia. Và những cái phong cách thiết kế theo kiểu mới mẻ và tương lai này không phải lúc nào cũng được đón nhận nhiệt liệt. Cái mới lúc nào cũng vậy các bạn. Và đây là xu thế chung thôi, không phải là dòng R đâu. Mà thực sự thì khi mà đưa ra một cái thiết kế mới, một cái gì đó mà làm thay đổi những cái gì người ta đã quá quen thuộc rồi á, thì các bạn thấy là sẽ bị chỉ trích, không có được đón nhận một cách nồng nhiệt. Thì cái chuyện này mình cũng hiểu thôi, nhưng mà Yamaha phải bước tiếp, các hãng xe khác cũng phải bước tiếp, chứ không thể nào mà cứ trung thành với một thiết kế như thế. Những cái gì mà tạo nên biểu tượng á, thì nó đã tạo nên biểu tượng rồi, và những cái gì mà muốn trở thành biểu tượng á, thì nó phải cần thời gian để nó trải qua cái sự phán xét của người dùng, của thị trường thì mới biết được là nó như thế nào. Mình thấy là thiết kế của R9 là một cái thiết kế sắc sảo đặc trưng của Yamaha, nó vẫn giữ được những cái đường nét của R series, chẳng hạn như là ống hút gió ở phía trước là có chữ M rất là đặc trưng này, rồi cánh gió cũng mang hơi thở của thời đại này, nhưng mà nó còn kết hợp thêm những cái chi tiết mới, chẳng hạn như là dải đèn LED ban ngày này, rồi rất là góc cạnh này, rồi cánh gió này. Cho nên là nếu các bạn đã quen với những chiếc xe vào thời điểm hiện tại thì các bạn cũng sẽ không quá xa lạ với R9. Đây là một cái thiết kế nhận được rất là nhiều phản ánh trái chiều trên các cái diễn đàn, nhưng mà mình nghĩ Yamaha đã dũng cảm và mạnh dạn để đưa ra cái thiết kế như thế này. Chúng ta có thể đưa ra một vài nhận xét, một vài điểm nổi bật, chẳng hạn như là thanh thoát hơn này, phần trước của chiếc xe nó mang dáng dấp của một chiếc xe sport hơn này, rồi đuôi xe thì hẹp hơn này, rồi có đèn hậu nó dọc giống như là chiếc R1 này. Nếu mà chúng ta bỏ đi cái trắng bùn á, thì nó càng ấn tượng hơn nữa. Rồi ống bô á, thì được đặt ở bên dưới. Cái này thì thực sự là mình thấy nó không có được đẹp lắm, nhưng mà bỏ cái ống bô ở bên dưới á, thì giúp chiếc xe nó gọn gàng hơn. Một số mẫu xe thì để ống bô ra bên ngoài và vác lên á, thì nhìn nó rất sexy, rất gợi cảm. Nhưng mà với R9 thì để mà tối đa hóa cái khả năng tập trung khối lượng của chiếc xe thì Yamaha đã quyết định là đặt ở bên dưới bụng xe như thế. Những chiếc xe của dòng ba xi lanh Yamaha đều đặt theo kiểu như vậy. Cho nên là nếu anh em nào muốn thay bô mới thì anh em vẫn có thể là vắt ngang cái bô lên. Rồi cánh gió này, rồi thân xe khí động học này đều mang hơi thở của thời đại. Cho nên là mình nghĩ thiết kế của R9 á, thực sự là nó trẻ trung hơn, sắc sảo hơn, vẫn giữ được cái nét truyền thống của R series, nhưng mà nó mang hơi thở của thời đại của Yamaha. Lý do thứ hai, mình xong lý do thứ nhất rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình qua lý do thứ hai, tại sao R9 tốt hơn R6? Màn hình TFT mới với khả năng kết nối điện thoại thông minh, kết nối với smartphone. Nếu mà nhìn vào đồng hồ của R6 thì các bạn cảm thấy là nó đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà cái điều mà làm cho anh em cảm thấy vô cùng phấn khích đó là cái red light 16.000 và cái đèn báo chuyển số nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy á, thì anh em nào chạy rồi thì anh em sẽ cảm thấy nó rất là đã, đặc biệt là tiếng gió hú, tiếng gầm hú của R6 khi mà đạt red light thì nó như là một cái hố đen đầy ma thuật đưa anh em vào đó. Tuy nhiên á, thì chúng ta cũng phải nói là cái đồng hồ của R6 nó đơn giản và nó giống như là những cái đồng hồ analog ngày xưa, và nó chỉ hiển thị những cái thông tin cơ bản thôi. Và R9 đã thay đổi điều này bằng màn hình màu TFT 5 inch
cung cấp đầy đủ thông tin về xe. Và nó có rất là nhiều tùy chỉnh về màu sắc, về chủ đề khác nhau để mà phù hợp cho đường phố hoặc là phù hợp cho đường đua và phù hợp với cả phong cách chạy của mình luôn. Và điều đặc biệt hơn nữa, dĩ nhiên rồi, theo hơi thở của thời đại, Yamaha đã có thể là cho cái màn hình trên R9 kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Yamaha eConnect để mà chúng ta có thể nhận tin nhắn này, cuộc gọi này, điều khiển nhạc này và dẫn đường ngay trên màn hình. Lý do tại sao Yamaha lại làm như thế thì chúng ta sẽ bàn đến ở những lý do sau. Nhưng mà mình thấy đây là một nước đi nữa mang tính thời đại trẻ trung hơn, dễ thu hút hơn đối với những biker mới. Và Yamaha cũng cho biết là họ đã thiết kế các nút điều khiển để mà dễ sử dụng hơn. Và chúng ta cũng biết thêm là đèn xi nhan tự động tắt với các chế độ hoạt động liên tục và hoạt động nhanh cũng được trang bị trên R9, cho nên là nó mang lại cái tính chức năng nhiều hơn so với R6. R6 thì các bạn cũng biết rồi, chỉ tập trung vào thuần trắc thôi. Còn R9 á, mục đích sử dụng của Yamaha của chiếc xe này đa dạng hơn, cho nên đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là nó có thể kết nối với smartphone và tạo nên những chức năng như là nhận tin nhắn, cuộc gọi gì đó và dẫn đường ở trên màn hình này. Đó là lý do thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ qua lý do thứ ba, đó là hệ thống điện tử tiên tiến từ Yamaha R1. Nhắc đến Yamaha là chúng ta nghĩ ngay đến R1 đúng không các bạn? Và ngược lại, nhắc đến R1 thì chúng ta lại nhắc đến Yamaha. Và nhắc đến Yamaha thì chúng ta lại nhớ ngay R1. Và khi mà nhắc đến R1 thì chúng ta lại nghĩ là chiếc xe này đã có rất là nhiều tính năng hiện đại hỗ trợ người lái. Trong đó là có cái bộ đo lường quán tính 6 trục này. Bộ đo lường quán tính 6 trục này thì đã quá nổi tiếng trên R1 rồi. Và rất nhiều biker trên toàn thế giới sau khi sử dụng cái bộ đo lường quán tính cũng như là các cái hệ thống điện tử mà được chiết xuất từ cái bộ này ra thì họ cảm thấy rất là hài lòng, rất là tuyệt vời. Và bạn có thể chỉnh những cái bộ đo lường quán tính này, những cái thông số ở trong đó để mà phù hợp với cách chạy của mình. Và chiếc R9 là được thừa hưởng rất là nhiều từ những công nghệ trên R1. Các bạn thấy là để mà so sánh thì R6 chỉ có ABS không thể tắt và hệ thống kiểm soát lực kéo cơ bản, không có IMU, như các bạn không có cái bộ đo lường quán tính 6 trục. R6 chỉ có là cái hệ thống kiểm soát lực kéo cơ bản thôi. Trong khi đó, nếu mà chúng ta liệt kê ra những cái tính năng điện tử trên R9 thì chúng ta có thể liệt kê ra 2 trang giấy A4 và chúng ta có thể dành ra khoảng 7 ngày để chúng ta nói về những cái công nghệ hỗ trợ này. Trong đó chẳng hạn như là chế độ phân phối sức mạnh với 4 cấp độ này, rồi hệ thống kiểm soát lực kéo theo góc nghiêng với 9 cấp độ, rồi hệ thống kiểm soát trượt 3 cấp độ, rồi hệ thống kiểm soát nhấc đầu bánh trước 3 cấp độ, rồi hệ thống kiểm soát lực phanh brake control theo góc nghiêng với chức năng ABS này, rồi ABS ở phía sau có thể tắt được, rồi kiểm soát phanh động cơ 2 cấp độ, bla bla bla, tất cả những cái điều này để mà chúng ta chạy xe vui hơn, an toàn hơn và mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn. Đó là lý do tiếp theo, mình cũng không nhớ lý do thứ mấy rồi, như thứ ba rồi. Bây giờ qua lý do thứ tư nha các bạn. Lý do thứ tư đó là tư thế lái thoải mái hơn giữa R6 và R7. R6 là một chiếc xe tuyệt vời ở trên đường đua, nhưng mà khi mà chúng ta chạy ở trên đường phố hoặc là chúng ta đi tour thì chúng ta thấy là do cái tay lái nó rất là thấp và gác chân gá khá là cao ha các bạn ha, và yên xe thì khá là mỏng, cho nên là làm cho mọi thứ rất là đớn đau khi mà chúng ta sử dụng vào những mục đích như thế. Nhưng mà với R9 á thì chúng ta sẽ không có gặp phải những cái vấn đề này. R9 vẫn có ghi đông đặt ở dưới chặng ba trên, nhưng mà bây giờ cái tam giác người lái của R9 á nó thoải mái hơn, chẳng hạn như là gác chân bây giờ cũng rộng rãi hơn rồi. Tư thế lái nó sẽ nằm khoảng giữa R6 và R7, đủ thể thao cho đường đua nhưng mà vẫn tương đối thoải mái khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Điểm thứ 5 đó là hệ thống phanh Brembo Styloma cao cấp. R6 vẫn có hệ thống phanh khá là tốt và hệ thống phanh của R6 thì được mượn trực tiếp từ R1. R1 đây là R1 cũ nha các bạn, không phải là R1 2025 nha. R1 2025 thì đã được trang bị Brembo Styloma rồi. Tuy nhiên, các bạn thấy là
cái con heo ở trên R6 á, là con heo của Advit, và dây dầu á, cũng là dây dầu cao su. Thực sự thì nó không có xứng đáng với vẻ đẹp cũng như là cái hiệu năng của R6. Và rất nhiều anh em trên toàn thế giới đã phàn nàn về hệ thống thắng trên R1 cũng như R6. Nhưng mà Yamaha đã làm chúng ta an tâm hơn khi mà trên R9 đã trang bị cặp heo Brembo Styleroma cũng như là dây dầu bằng thép. Thực sự là một cái sự đảm bảo để mà chúng ta có được cái hiệu suất thắng thật là tốt. Heo Brembo Styleroma thì các bạn cũng biết rồi, nó là con heo tiêu chuẩn, có thể gọi là tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Có Styleroma R nữa, nhưng mà R thì nó cải thiện thêm một tí so với Styleroma thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn là một con heo rất rất tốt các bạn ha. Nên là nó sẽ đảm bảo cho chúng ta có được một cái hiệu suất thắng tốt hơn trên R9, và đặc biệt hơn là chúng ta còn có thể tắt được ABS phía sau, điều mà R6 không có làm được. Tắt ABS phía sau á, để mà khi mà chúng ta chạy trắc á, chúng ta có thể slide, chúng ta có thể trượt cái bánh ra ngoài để đưa chiếc xe vào cua. Rồi, lý do thứ sáu các bạn ha. Và lý do này là mình rất là thích luôn các bạn. Đây là chiếc xe có thiết kế khí động học nhất từ trước đến nay của Yamaha. R6 á, từng là thôi nha các bạn. Đã là, từng là chiếc xe có thiết kế khí động học nhất của Yamaha. Và bây giờ vị thế đó đã bị thay thế bởi R9. R9 được trang bị cánh gió lấy cảm hứng từ những chiếc xe MotoGP, giúp tăng lực ép xuống mặt đường và mang lại cảm giác lái ổn định. Thân xe được thiết kế rất là khí động học để mà giúp xe lướt qua không khí một cách dễ dàng hơn, giảm đi cái lực cản. Chúng ta sẽ chờ xe để mà các anh em biker trên toàn thế giới thử nghiệm với R9. Nhưng mà theo Yamaha thì R9 là chiếc xe có thiết kế khí động học nhất từ trước đến nay của hãng xe đến từ Nhật Bản. Cho nên là anh em cũng tự hào về cái điều này ha. R6 đã từng giữ số 1 rồi, nhưng mà bây giờ vị trí đó thuộc về R9. Một cái nữa là mà mình nghĩ cái này là cũng là một cái cải tiến rất tốt về mặt kỹ thuật. Nhưng mà trước hết thì các bạn hãy cho mình uống một tí cà phê để mà tiếp thêm động lực ha. Và các bạn cũng uống một tí cà phê và hãy đăng ký kênh YouTube của mình để mà ủng hộ mình nha. Yamaha nói là cái khung nhôm trên R9 á, là cái khung nhôm nhẹ nhất của Yamaha từ trước đến nay. Và thực sự thì rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nghe được cái điều này. Anh em đã từng lo ngại là sẽ sử dụng chung một cái bộ khung với MT09, và rất nhiều anh em cũng lo ngại là sợ bị nứt sườn này kia, nhưng mà Yamaha đã giải quyết những cái vấn đề đó bằng cách là làm lại cái bộ khung. Dĩ nhiên là vẫn dựa trên cái bộ khung của MT09 thôi, nhưng mà thực sự thì nó sẽ khác đi một tí cách bắt động cơ, rồi tất cả mọi thứ cấu trúc hình học nó cũng khác đi. Cho nên là anh em có thể yên tâm, và khung này là cái khung nhẹ nhất từ trước đến nay của Yamaha, phân bổ khối lượng 50-50, rất là thể thao luôn các bạn. Hệ thống treo á, thì được mang xuống từ R1 với ti phục là tới 43 mm, quá đã các bạn ha. Và cái bộ phục này là cái bộ phục hoàn toàn mới của KIB nha các bạn, với lớp phủ Kashima làm cái màu đồng nó rất là đẹp các bạn ha, cái màu vàng đồng rất là đẹp, và cái hệ số ma sát nó cũng thấp hơn. Cho nên là anh em thích cảm giác mà thắng sâu rồi này kia thì anh em sẽ tự tin hơn với bộ phục mới của KIB trên R9. Và một lý do nữa, đó là lý do thứ mấy rồi các bạn? Lý do thứ 8 rồi đúng không? Lý do thứ 8 đó là động cơ CP3 mạnh mẽ, và động cơ này được tinh chỉnh để cho cái hiệu suất thể thao. R9 thì sử dụng động cơ Crossplan 3 xi lanh thẳng hàng CP3, và động cơ này thì 10 năm nay đã làm nên thương hiệu của Yamaha rồi. Tuy nhiên, động cơ này đã được Yamaha tinh chỉnh để phù hợp với một số đặc tính của một chiếc xe sport. Chẳng hạn như là đã điều chỉnh ECU này, điều chỉnh tỷ số truyền này, nhằm mang lại sức mạnh tối ưu hơn cho R9, phù hợp với một chiếc xe chuyên chạy ở trên đường đua. Và mình nghĩ á, mình dự đoán á, là động cơ này sẽ
có cái vòng tua cao hơn một tí so với MT09, tại vì nó là một chiếc sport các bạn ha. Một cái nữa là âm thanh trên động cơ CP3 lúc nào cũng vậy, là một cái âm thanh mạnh mẽ, mê hoặc đó. Trên MT09 thì các bạn thấy là có cái hệ thống khuếch đại âm thanh đó, đã làm cho cái âm thanh này càng hay hơn nữa. Và R9 cũng sẽ thừa hưởng cái đặc điểm kỹ thuật đó để mà làm cho anh em trở nên phấn khích hơn. Khi mà so sánh với R6 thì R6 là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, và dĩ nhiên là nó phải lên tua máy rất là cao để mà nó đạt công suất. Nó chạy đua mà các bạn, chủ yếu là đường thẳng ha. Moment xoắn của R6 đâu đó tầm 60 mấy Newton mét thôi. Còn R9 thì các bạn thấy là moment xoắn cực kỳ dồi dào, và dồi dào ở tua thấp luôn. Mã lực thì hai bên khá là xem, nhưng mà 4 xi lanh thẳng hàng thì cái tua máy nó lên rất là cao, và trong khi đó thì R9 thì tua máy lên thấp hơn một tí, và dĩ nhiên là nó sẽ tập trung vào mô bên xoắn nhiều hơn là so với R6. Còn những cái đặc điểm nổi bật về động cơ R9 thì chúng ta có thể tham khảo trên trang web của Yamaha, rất là nhiều công nghệ hay ho, mình chỉ nói vừa vừa thôi, nói nhiều quá thì sẽ mất hay, cho nên là mình sẽ nói là vừa rồi là các bạn đã được giới thiệu phần nào rồi đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua lý do cuối cùng, lý do thứ 9, đó là hiệu suất ở trên đường phố thì nó sẽ thân thiện hơn, nó sẽ thân thiện hơn. R9 sẽ tập trung vào việc đi phố nhiều hơn. Thực sự thì nó cũng là một cái con số 50-50 thôi, tại vì ở trong video giới thiệu của Yamaha thì họ cũng nói rất là rõ thông điệp của R9 rồi, đó là họ sẽ tập trung vào giữa đường đua và đường phố, và xen lẫn hai người chạy chiếc xe này, cả đường đua và đường phố. Trong khi nếu các bạn xem những cái video quảng cáo của R6 thì các bạn thấy là chỉ tập trung vào việc chạy track thôi. Khi mà R6 là một chiếc xe rất là khó nhọc để mà chúng ta đi tour hoặc là đi đem ra ngoài đường phố này kia, thì cái sự hấp dẫn của nó sẽ giảm đi khá là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta đau cổ tay, đau lưng, rồi không có thoải mái thế nào cả. Và đặc biệt là cái moment xoắn của R6 nó không có đủ ở những cái giải tua thấp, cho nên là rất là khó để mà chúng ta lái xe ở trong phố một cách thú vị và thoải mái được. Điều này sẽ không xảy ra với R9 nha các bạn. Dựa trên cái động cơ CP3 của MT09 thì đây là một chiếc xe linh hoạt và có thể gọi là dễ lái. Mặc dù là nặng hơn R6 nhưng mà mình nghĩ là R9 cũng sẽ là thoải mái hơn khi mà di chuyển ở trên phố. Khung xe nhẹ này, tư thế lái không có gò bó này, và động cơ CP3 với moment xoắn mạnh mẽ ở vòng tua thấp á, thì làm cho R9 sẽ là lựa chọn tốt hơn so với R6 khi mà chúng ta chạy phố. Đó là tất cả 9 lý do mà R9 tốt hơn R6. So sánh này chỉ là một so sánh tham khảo để các bạn thấy được sự khác biệt giữa hai chiếc xe, cũng như là giá trị mà hai chiếc xe này mang lại. R6 là một tượng đài của anh em yêu Super Sport, và R9 là chiếc xe lựa chọn mới của anh em biker vào thời điểm hiện tại, với rất nhiều những trang bị công nghệ thiết kế mang hơi thở của thời đại. Anh em thích R6 hơn hay là thích R9 hơn thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye!